Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong chương trình thông báo sinh hoạt cộng đồng hôm nay, Vân Anh xin mời quý vị gặp gỡ với hai khuôn mặt từ Hội Quân nhân người Mỹ gốc Việt để đến đây để thưa chuyện với quý vị về một cái chương trình rất đặc biệt sắp tới. Và trước hết thì Vân Anh xin chào, bên cạnh Vân Anh là cô Vi Anh Nguyễn. Cô là làm việc trong binh chủng Hải quân. Trong lĩnh vực quân y. Và bên cạnh cô Vi Anh là một khuôn mặt rất là quen thuộc của chúng ta, đó là anh Hình Đỡm. Anh là từ trong binh chủng lục quân. Trước hết xin chào Vi Anh cũng như là anh Hình. Dạ, em chào chị và quý khán giả của VNTV. Chào chị Vân Anh, chào khán thính giả của đài VNTV. Vâng, thưa quý vị, tưởng cũng nên nhắc lại là chúng ta rất là quen thuộc với Hội Quân nhân người Mỹ gốc Việt cũng như là anh Hiền trong những sinh hoạt thường lệ tại miền Nam California và đặc biệt là tại San Diego của chúng ta. Thì chắc là quý vị còn nhớ cứ 2 năm một lần Hội Quân nhân người Mỹ gốc Việt của chúng ta lại tổ chức một cái buổi một cái chương trình văn nghệ rất là hay thưa quý vị, fundraising để mà gây quỹ cho những cái công tác của hội. Thì trước hết xin Hiền có thể nhắc lại cho quý vị khán giả được biết là Hội Quân nhân người Mỹ gốc Việt của chúng ta đã được thành lập từ bao giờ cũng như là cái mission, cái mục đích của hội. Cảm ơn chị Vân Anh. Quý vị khán giả cũng đã nhiều lần nghe tham dự các chương trình của Hội Quân nhân người Mỹ gốc Việt, chẳng hạn như cái gala năm 2017. Một Hội Quân nhân người Mỹ gốc Việt đã được thành lập từ năm 2008, sau năm nay đã được 11 năm. Dạ, và một mục tiêu, cái vision mục của vậy. Cái vision của hội là cái là nhìn nhận hiện tại, vinh danh quá khứ và tiến tới tương lai. Phần lớn các anh em trong Hội Quân nhân người Mỹ gốc Việt là gốc tị nạn, là gốc hay là có những anh em cũng mới qua xa này. Nhưng mà mình, cái gốc gác của mình vẫn là Việt Nam. Cái phần lớn cũng có nhiều anh em là gốc gác của các cụ chú bác của miền Nam. Nhưng mà mình không quên được gốc gác của mình. Mình vẫn muốn nhìn nhận, chấp nhận hiện tại là mình cũng là người Mỹ gốc Việt. Mình sẽ làm những gì có thể được để giúp đỡ cộng đồng, giúp đỡ anh em người Mỹ gốc Việt, nhất là trong hội, trong các lĩnh vực quân sự. Và mình tiến tới tương lai là mình sẽ tạo điều kiện giúp đỡ các thế hệ sau này, không những là thế hệ của Hiền, của Vân Anh ở đây, nhưng mà sẽ thế hệ của cháu, con cháu mình sau này. Trong các sinh hoạt của hội thì mình có scholarship, cho các học sinh người Mỹ gốc Việt cũng như các con em của quân nhân. Mình có 13 scholarship, và 13 scholarship này mang tên của mình gọi là Fallen Heroes, anh hùng tử sĩ. Mình có 13 người quân người Mỹ gốc Việt đã hy sinh ở chiến trường Iraq và Afghanistan trong nhiều năm qua. Sau mình muốn hội muốn vinh danh những sự hy sinh đóng góp của người Mỹ gốc Việt nói chung và các quân nhân người Mỹ gốc Việt nói riêng. Bên cạnh scholarship, tụi em cũng có những các chương trình để support mấy anh em trong quân em người Mỹ gốc Việt trong quân đội Hoa Kỳ, chẳng hạn như các chương trình giúp đỡ anh em transition từ active từ lính, từ quân đội về dân sự. Hoặc là mình làm mấy cái mentorship program cho các anh chị em mà mới vô sau này, cần những mentorship, cần kinh nghiệm của những người đi trước như tụi em. Chẳng hạn như Vi Anh mới vào thì tụi em, những người như em đã đi qua được mười mấy 20 năm, thì mình biết cái gì mình sẽ truyền lại cho những con em, mấy đứa em sau này, để thay vì đi đường vòng thì mình đi cái shortcut nào thì nó hiệu quả hơn. Vâng, thưa quý vị, như bên cạnh Vân Anh là cô Vi Anh. Cô là làm việc trong lĩnh vực quân y, tức là quý vị thấy là ở ngoài chúng ta có những người phục vụ về y tế như là y tá, bác sĩ, thì trong quân đội cũng vậy. Và những người phục vụ trong lĩnh vực y tế người ta gọi là quân y. Vi Anh ơi, Vi Anh đã tham gia trong quân đội Hoa Kỳ, trong binh chủng Hải quân tới ngày hôm nay là bao lâu rồi? Dạ, em mới tham gia thôi, mới được 9 tháng. Lính mới. Dạ, lính mới. Và
cái động lực nào mà làm cho Vy Anh có cái ý định tham gia, tức là đã muốn ngay từ bé hay là mới có ý nghĩ tham gia trong Hải quân Hoa Kỳ không? Dạ, em mới có suy nghĩ là em muốn đi Hải quân gần đây thôi. Em chưa bao giờ trong cuộc đời là chưa bao giờ nghĩ tới việc chưa là bao giờ nghĩ tới hết. Dạ, mình sẽ tham gia thì tại vì em qua Mỹ trễ, là năm em 25 tuổi là mới qua, qua được 4 năm rồi. Thì em thấy là thay vì mình tốn công tốn sức mình đi vòng ngoài, mình đi vòng vòng ở ngoài, mình không có biết là mình nên học ngành gì, rồi mình tốn tiền tốn công sức, thì mình đi lính nó mở ra cho mình rất là nhiều cơ hội, và người ta đào tạo mình và người ta đưa cho mình cái cơ hội để mình làm việc cho họ, và lính thì trả lương cũng không cũng đủ cho mình sống á chị, và mình có những cái cơ hội lớn hơn để mình học hỏi, và mình có thể học cũng được bằng cấp như bên ngoài thôi. Thì em đó là cơ hội rất tốt. Cho tới bây giờ thì Vy Anh rất là vui với quyết định của mình phải không? Dạ đúng rồi. Và nhất là khi mà em, trước khi em tham gia em không có biết là mình có hội quân nhân người Mỹ gốc Việt. Hay quá. Sau đó thì em mới phát hiện ra, và em rất là vui em gặp được anh Hiền đây. Yeah. Mấy anh chị là chỉ cho em nhiều lắm, là cách như thế nào để mình học và mình có bằng ở bên ngoài, để sau khi này nếu mà mình không đi lính nữa mình vẫn có thể đi ra ngoài, mình vẫn có thể có một công việc tốt. Rồi mấy anh chị chỉ cho những bí quyết làm sao để thành công. Vâng, dạ. Rất là hay thưa quý vị. Thời gian sắp tới nếu mà có cơ hội chúng tôi sẽ mời những anh chị trong Hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt mà chuyên về trong những lĩnh vực mà tuyển mộ quân nhân mới, để mà chia sẻ với chúng ta những cái chi tiết mà chúng ta cần phải biết nhiều hơn. Dạ. Giống như Vy Anh nói thì Vân Anh thấy rất là hay. Dạ. Thưa quý vị, trở lại với cái mục đích chính của ngày hôm nay là xin mời gọi quý vị đến với buổi gala gây quỹ mỗi 2 năm một lần, chứ không phải là mỗi năm nha quý vị, mà Hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt dùng cái bữa gala, dùng cái chương trình gây quỹ này để có cái ngân quỹ để làm những công việc rất là tốt trong hội, và đặc biệt là giúp cho các quân nhân mới cũng như là các con em của các tử sĩ đã tử trận trên chiến trường. Buổi gala năm 2019, năm lần trước thì quý vị còn nhớ là chúng ta đã tham dự cái buổi fundraising vào năm 2017, quý vị có nhớ không? Ở một cái địa điểm rất là đẹp và chương trình rất là hay. Thì 2 năm quá mau, chúng ta lại trở lại cùng họp mặt với lại các anh em trong Hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt, cùng chia sẻ những cái thành quả và cùng giới thiệu cho mọi người, cho nhất là con em của chúng ta, để cho các em có thể chọn lựa và giới thiệu là các em có một con đường, có một cái con đường để mà đi tính hướng tương lai của các em khi mà gia nhập trong quân đội Hoa Kỳ. Thì thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị, sắp tới vào tháng 11, vào ngày 16 tháng 11 sắp tới năm 2019, 2 năm một lần thưa quý vị, chương trình gây quỹ của Hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt sẽ được diễn ra. Và chi tiết chúng tôi xin mời anh Hiền cũng như là cô Vy sẽ trình bày với quý vị. Và quý vị hãy gọi để mà có vé tham dự nha quý vị. Tại lần trước Vân Anh thấy là vé mấy tuần về sau là mua vé không còn, phải không anh Hiền? Dạ, vé thì nhờ sự ủng hộ của cộng đồng San Diego cũng như ở quận Cam rất là ủng hộ nhóm lính của chúng em. Cho nên vé thường thường rất là bán rất nhanh. Kỳ này chúng em bán vé hơi trễ, nhưng mà các quý vị cũng có thể liên lạc chị Vân Anh. Dạ vâng. Ở San Diego để có thể giúp lấy vé, đặt vé. Hoặc là quý vị mà ở quận Cam thì có thể đến tiệm Office Elite Insurance ở trên đường Westminster, hay là nhà sách Tự Lực, hay là nhà sách Tú Quỳnh. Tất cả ba nơi đó là chúng em có để vé có ở đó, hoặc là có thể liên hệ trực tiếp với những anh em ở giờ có số phone ở dưới, là nếu mà ở Dallas thì liên hệ với anh Thạch Phan, ở Houston thì ở Austin ở liên lạc với anh Phong Phạm, còn ở Maryland and Virginia area thì liên lạc chị Mimi. Vâng thưa quý vị, và thưa quý vị, chương trình á, thì gồm có một buổi ăn tối được trình bày rất là thịnh soạn, rất là sang, phải không anh? Anh có thể cho quý vị khán giả được biết cái địa điểm? Dạ, địa điểm sẽ như là năm 2017 Westwood Lodge, nằm ở trên đường Harbor.
rất là đẹp quý vị, một cái địa điểm rất là đẹp. Và chương trình thì gồm có ăn tối, gặp gỡ những người quân nhân của chúng ta, và đặc biệt là những người đại diện trong dân cử, phải không anh? Mình sẽ có dân cử, mình sẽ có thường thường vẫn là dân cử và anh em trong người hội quân nhân người Mỹ gốc Việt, và mình có một cái cũng có buổi chào cờ và buổi tưởng niệm các chiến sĩ tận vong, trận vong. Và mình sẽ cũng sẽ có military band và có nhạc của Việt Nam nữa. Vâng, thưa quý vị, Vân Anh thấy là trên poster đó, Vy Anh ơi, chương trình rất là đặc biệt là có tiếng hát Lâm Thúy Vân, Mạnh Đình, Tâm Đoan và Tiến Dũng. Bốn tiếng hát mà Vân Anh rất là mê. Và thưa quý vị, đó là cái lý do mà chúng tôi mời gọi tất cả quý vị đến tham dự tại San Diego. Thì quý vị có thể liên lạc với một trong ba nơi mà ở trên Westminster chúng tôi có trên màn ảnh để quý vị có thể liên lạc, hoặc quý vị cũng thể liên lạc với Vân Anh. Vé bao gồm ăn tối 70 đồng. Dạ, vé bao gồm ăn tối 70 đồng. Văn nghệ. Văn nghệ. Nhưng mà đừng để hội mấy anh em trong hội không muốn giá, cái giá làm là cản trở sự ủng hộ của quý vị. Quý vị có thể đến và có thể nói tôi muốn giá khác thì chúng em cũng có thể sắp xếp, nhưng mà chủ yếu chúng em muốn có sự ủng hộ của quý vị ở San Diego hoặc ở quận Cam. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin mời tất cả quý vị tham dự buổi gặp gỡ họp mặt cứ 2 năm một lần với Hội Quân nhân người Mỹ gốc Việt vào ngày thứ Bảy 16 tháng 11 năm 2019. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với những số điện thoại mà chúng tôi có trên màn ảnh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị vào ngày 16 tháng 11 sắp tới. Vâng, thưa quý vị, và Vân Anh rất là vui được ngồi bên cạnh các anh chị em trong Hội Quân nhân người Mỹ gốc Việt để cùng mời cũng như là hẹn gặp lại quý vị trong một cái buổi gặp gỡ mỗi 2 năm một lần vào ngày thứ Bảy 16 tháng 11 sắp tới vào năm 2019. Chương trình sẽ rất là đặc biệt, và sau đây Vân Anh xin mời quý vị cùng gặp gỡ với các thành viên của Hội Quân nhân người Mỹ gốc Việt. Trước hết với Vy Anh. Dạ, em xin chào khán giả của đài VNTV. Thì em rất là mong muốn được gặp lại cô chú anh chị em trong buổi họp mặt vào ngày 16 tháng 11 tới đây. Nếu mà ai chưa có xe đi thì có thể đi chung xe với em từ San Diego. Vâng, cô Vy Anh của chúng ta ở ngay San Diego, thưa quý vị. Mời em. Dạ, em xin chào chị Vân Anh. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là William Nguyễn, tên tiếng Việt là Toàn. Dạ, hiện tại em làm cho bên Hải quân ạ. Dạ, vâng. Cũng xin mời quý vị đến dự buổi tiệc gala tối ngày 16 tháng 11 tới đây. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị của đài VNTV, cảm ơn chị Vân Anh. Hiền, em là Hiền Đỏm của Hội Quân nhân người Mỹ gốc Việt. Rất mong gặp lại quý vị của khán giả của đài VNTV cũng như các mạnh thường quân cũng như các anh chị em nào muốn tham gia và tìm hiểu thêm về quân đội, và mong gặp lại quý vị ở buổi gala 16 tháng 11. Dạ, xin chào chị Vân Anh, xin chào khán giả xem đài của đài VNTV. Trước hết là em rất cảm ơn chị Vân Anh đã cho chúng em cơ hội ngày hôm nay để lên sóng truyền hình để giới thiệu về Hội Quân nhân người Mỹ gốc Việt, mà chắc cũng trong cộng đồng thì có thể người biết, có thể người không biết. Nhưng mong qua chương trình này thì có thể là cộng đồng chúng ta có thể truyền lời mọi người thì chúng ta được biết được nhiều hơn nữa. Và nhân đây thì em rất mong kêu gọi mọi người khán giả xem đài, gia đình, bạn bè, anh chị em, nếu có thể thu xếp được thì đi xem chương trình tiệc gala của chúng em vào ngày 16 tháng 11. Đây là cái dịp để chúng em có thể gặp gỡ với mọi người trong cộng đồng và chia sẻ về cuộc sống của các anh em quân nhân với mọi người ạ. Em tên là Thành Phạm, xin cảm ơn chị Vân Anh và xin chào quý vị đang xem đài VNTV. Em là
lính của Hải quân Hoa Kỳ, em đang làm trong quân y, em đang đóng quân ở trại Camp Pendleton. Em cũng mong gặp được lại quý vị trong đêm ngày 16 tháng 11 ở tại khách sạn Wayward Flush, tại cái sự kiện gala của Hội quân nhân Mỹ gốc Việt này, để chúng em có thể gặp được nhiều người quý vị trong cộng đồng hơn. Xin mời quý vị đến tham dự và chung vui. Cảm ơn các anh trong Hội quân nhân người Mỹ gốc Việt, thưa quý vị. Cho nên đây là dịp mà chúng ta có được gặp gỡ những anh chiến sĩ trong quân đội Hoa Kỳ. Cảm ơn sự chỉ lắng nghe của quý vị và các bạn, và mong là gặp quý vị rất là đông người San Diego của chúng ta vào ngày thứ 7, 16 tháng 11 sắp tới. Xin cảm ơn và xin thân ái chào tạm biệt.